hải sản sáng ngày 25 tháng 4 nha cả nhà. Con này con nghêu tím nè, sáng nay có nhiều con nghêu tím nha, chị nào dùng thì tranh thủ giùm em. Còn bên này là có sò lông lớn nè cả nhà, sò lông lớn, sò lông nhung nha, lông cồ 200.000 một ký sò lông này nha. Còn bên này là ốc nhảy đỏ cả nhà, ốc nhảy đỏ, anh chị nào dùng thì mình tranh thủ giùm em luôn, có ốc nhảy đỏ ngon nè. Đó. Rồi dưới này có sò dương, sò dương trung á cả nhà, nghêu hai còi sò dương trung. Có nghêu hai còi. Còn bên đây là nghêu trắng, tôm hùm nha. Sò dương bên này, sò dương ốc hương đầy đủ nha cả nhà. Đây là ốc hương nè, to chưa? Ốc hương. Hương này nhà bên em là tầm khoảng là 60 đến 70 con, rất to nha. Còn sò dương, sò long xanh, hương có hai size. Cua thì có cua thịt nè cả nhà, cua thịt. Hàng này hàng bao ăn, hàng bao thịt 100% thịt nha. Cua thịt lớn nha. Rồi cua gạch cả nhà, cua gạch, hàng này cua gạch, gạch này thì 4 con một ký, cũng là bao gạch và full gạch cho anh chị luôn. Còn dưới này có gạch lớn nữa cả nhà, này gạch lớn này thì mỗi con nó trên 3 lạng nha, rất to. Anh chị nào dùng gạch lớn thì mình tranh thủ inbox giùm em luôn nha, có gạch lớn rất to nha cả nhà, cua gạch lớn nè. Đó, bên này thì có cua cớm, cua gạch, cua cớm, cua thịt đều có hết. Cua cớm nhà bên em là cua cớm lông yếm đỏ hoặc là cua cớm rượu nè cả nhà, anh chị thấy không? Cớm lông yếm nó đỏ nè. Đó, hoặc là nó rượu rồi nè cả nhà, sụp mai. Con này sụp mai, muốn đưa mai ra lì luôn nè. Đó, cho nên chị nào lấy hàng nào thì mình tranh thủ giùm em nha, tranh thủ nhanh giùm em. Có cả tôm hùm và ghẹ xanh. Tôm hùm và ghẹ xanh nha. Tôm hùm thì giá nhà bên em là 900.000 một ký cho size 4 con một ký, hoặc là 950 thì cho size 3 con một ký hoặc hơn một ký nha. Tôm hùm xanh thì nhà bên em là chuẩn hàng Cam Ranh, và ở đây thì bên em đang bao ăn bao chất lượng cho anh chị luôn nha. Ghẹ thì có hai size ghẹ. Ghẹ này thì khoảng 5 con một ký nha, 5 con một ký, anh chị nào lấy thì inbox giùm em. Ghẹ này 5 con một ký nè, đực cái lộn xộn luôn nha. Con cái thì nó là gạch son nha cả nhà, còn con đực thì nó rất là chắc thịt nha. Còn ghẹ này nhỏ hơn một chút là tầm khoảng 8-9 con một ký, anh chị nào dùng thì inbox giùm em. Rồi bên đây thì có hàu sữa nguyên con, hàu sữa con nữa nè, hàu sữa con, hàu sữa Pháp nha, hàu sữa Pháp. Có tôm sắc tươi. Anh chị nào thích ăn tôm sắc thiên nhiên thì mình có thể ủng hộ giùm em tôm sắc tươi này nha, rất là ngọt thịt và nhiều gạch. Còn bên đây thì bên em đang có ruột hàu sữa túi nữa, ruột hàu sữa túi để cho anh chị thuận lợi mà mình có thể là nấu súp, nấu cháo hoặc làm hàu né rất là nhiều. Móng tay cồ nè cả nhà, móng tay cồ to thì có 110.000 một ký à. Còn bên đây là sò dẹo nhà bên em là sò dẹo ruột vàng Phan Thiết thì có 60.000 trên một ký, rất rẻ nha. Còn bên đây là ốc nhung và ốc miệng rộng thì đồng giá 220.000 một ký, anh chị nào dùng thì mình tranh thủ giùm em luôn. Bên đây thì có con ốc cối đặc sản nha, ốc cối 150.000 một ký đặc sản, anh chị nào dùng thì mình tranh thủ dùng nhanh inbox ngay và luôn giùm em nha. Tranh thủ giùm em nha, inbox giùm em nha.